và hít một hơi vào, thở ra. Hít lên.
thở ra. Hít lên và giữ lại. Rồi căng cơ cổ, căng cánh tay, nâng cơ ngực lên giữ nằm. 4 3 2 và nhẹ nhàng thở ra. Ép cho trán mình chạm sàn, mông vẫn giữ, ngồi lên gót chân giữ. 5 4 3 2 và chậm rãi lên lại, vẫn giữ nha, mong mình vẫn ngồi trên gót chân. Rồi lần này mình mở rộng, mở rộng hai đầu gối ra. Lần này hai đầu gối mở rộng ra bằng cái thẳng, hai tay vươn lên cao, kéo căng cơ cổ, kéo ngửa cơ thể mình ra sau, căng căng, thở ra hạ xuống thì hai tay mình đan lại phía sau cũng vậy luôn. Nhẹ nhàng ép, ép cho cơ thể mình sát xuống sàn, chán chạm sàn, mông vẫn ngồi lên gót chân, buông cao cánh tay lên. Rồi lên, dùng lực của hai đầu gối nè, hít lên, thở, buông cánh tay lên, hít lên, thở, hít lên. Thở, buông cánh tay. Rồi lần này lên giữ lại nè, hít lên, giữ ở đây nằm. 4 kéo cao dài đốt sống lưng ra, mông vẫn chì lại, ngồi lên gốc chừng. 3 2 và nhẹ nhàng, nhẹ nhàng thở ra, tay đan lại, chán xuống sàn giữ. 5 4 3 2 thở ra, hạ xuống, nâng người lên, rồi giữ nha. Mình vẫn ngồi lên gót chân phải, duỗi chân trái thẳng ra phía trước. Lưu ý là mình vẫn ngồi lên gót chân phải, rồi chân trái duỗi thẳng ra phía trước, rồi duỗi mũi chân, hai tay nâng cao, thở gập cho cơ thể mình sát xuống chân trái, ép sát và hít lên. Hai tay nâng cao, thở ép cho cơ thể mình sát xuống chân trái, ép, ép sát, hít lên, thở ép, ép cho cơ thể sát xuống chân trái, hóp bụng, hít lên, thở, hít lên, thở, hít lên, thở. Lần cuối, hít lên, thở và xuống giữ lại. Rồi giữ ép sát cơ thể mình xuống chân trái và giữ. 5 4 3 2 và nhẹ nhàng hít lên lại, đổi chân, duỗi chân phải, co chân trái ra phía sau, duỗi mũi chân phải, hít lên, thở ép cơ thể sát xuống chân phải, hóp bụng. Về, hít lên, thở ép,
thở ép, hít lên, thở ép, hít lên, thở ép, lần cuối, hít lên, thở ép và giữ lại. 5 4 3 2 và chậm rãi, chậm rãi trả về đan nè. Mình đang bị đan to chân trái nè, nhấc mông lên giữ là đầy luôn. Rồi giữ đan bị chân trái, chống chân phải đi thật chậm, chống mở rộng chân phải mình ra, rồi đi thật chậm. Hai tay ra phía trước, thở ra hạ mông thấp xuống, xoắn người mình sang trái, mở rộng chân phải, ép cơ thể mình sang trái, kéo ra sau, hít về, thở, hít về, thở, hít về, thở, hít về, thở. Rồi lần này giữ lại nha, hít về, thở và giữ nè. 5 4 3 2 trả về, không có nhấc mông lên, vẫn giữ căng cơ đùi trái. Rồi ký mũi chân trái lên, hai tay lên cao giữ. 5 4 3 2 xoắn người mình sang bên trái giữ tiếp, xin lỗi, xoắn người mình sang bên phải giữ tiếp. 5 4 3 2 hạ gối trái xuống, ép cơ thể vẫn xoắn người mình sang bên phải nè, co chân trái lên, tay phải nắm lấy chân trái giữ. 5 4 3 2 và nhẹ nhàng trả về, hạ tay xuống, co chân phải lại, mông ngồi về gót chân, chán chạm sàn, thư thái nhẹ nhàng thở ra trước khi đi tiếp. Và chậm rãi lên lại đi tiếp. Nãy chân phải bước lên phía trước, bây giờ mình chân trái bước lên. Rồi chân trái bước lên phía trước, chống chân phải ra sau, hai tay ra phía trước, xoắn người mình sang bên phải này. Thở ra hạ mông thấp xuống, mở rộng chân trái xoắn, ép kéo dài cơ thể ra phía sau, hít lên, thở, hít lên, thở, hít lên, thở, hít lên, thở, xoắn ép hạ hông đùi phải sát sàn lên, mở gối trái, thở lên, thở hạ hông thấp xuống nữa lên. Lần này giữ lại nè, thở và giữ lâu, giữ xoắn
không thấp nè, không có nhấc không lên. Ký mũi chân phải lên, hai tay mình nâng cao giữ. 5 4 3 2. Xoắn cơ thể mình sang bên trái giữ. 5 4 3 2. Hạ chân phải xuống nè, vẫn cơ đùi thấp. Co chân phải lên, tay trái nắm lấy chân phải giữ. 5 4 3 2. Và nhẹ nhàng hạ xuống, hạ tay. Co gối lại. Mông ngồi về gót chân, chán chạm sàn. Đưa hơi vào, thở ra. Hơ ra vào chậm, nhẹ, đều. Rồi đi tiếp. Đi vừa với sức mình. Tư thế này nó sẽ nặng cho cánh tay, tập cho vừa với sức mình nha. Hai gối mở rộng ra bằng vai, hai tay duỗi thẳng tới phía trước, trường tới phía trước. Rắn hổ mang, lưng gối mình không chạm sàn, lưỡi chạm. Rồi mông lên cao, chán xuống thấp. Dài chân ra, trường tới phía trước. Hạ hông thấp. Hít lên. Thở xuống. Gối không chạm sàn. Hít lên. Thở xuống. Thở xuống. Hít lên. Ép chán xuống sàn. Thở xuống. Hai lần nữa, lần thứ ba giữ. Hít lên. Thở xuống. Hít lên. Thở xuống giữ nè. 5 4. Đánh cong lưng mình, lực vào cơ ngực. 3 2. Gối không chạm sàn. Và lên. Rồi nhích chân sát vào trong. Nâng cao chân phải giữ ở đây. 5 4 3 2. Rồi chậm rãi đi, tay mình sát vào chân trái, ôm lấy chân trái. Ép cho trán mình chạm vào chân trái, nâng chân phải lên giữ. 5 4 3 2. Và nhẹ nhàng hạ chân xuống, trường tới phía trước. Đánh cong lưng gối không chạm sàn giữ. 5 4 3 2. Rồi mông lên cao, chán xuống thấp. Nâng chân trái lên giữ. 5 4 3 2. Nhẹ nhàng đi, tay vào chân, ôm lấy chân phải, cho trán chạm vào chân phải, nâng chân trái lên giữ. 5 4 3 2. Và chậm rãi, chậm rãi nhẹ nhàng hạ gối. Mông ngồi về gót chân, chán chạm sàn, thư thái nhẹ nhàng.
rồi nhẹ nhàng ngồi xổm lên, tập tư thế lên tư thế con quạ và giữ lại, sau đó chuyển qua cầm chuối luôn, rồi giữ, giữ ở đây, 5 4 3 2, nhẹ nhàng đặt đỉnh đầu xuống rồi lên tư thế trồng chuối, giữ lại đây, 5 4 3 2, nhẹ nhàng trải về tư thế con quạ. Chậm rãi lên và quỳ gối lên, hạ trán xuống sàn, đưa hơi vào thở ra. Sau đó hít lên lại, nằm dài xuống thảm, thả lỏng cơ thể mình ra, điều tiết hơi thở. Đưa hơi vào thở ra, đưa hơi vào thở ra, đưa hơi vào thở ra và tiếp tục. Đi tiếp, hai tay mình dang qua khỏi đầu, siết chặt cơ bụng lại, hai chân khép sát nâng lên cào, sau đó mở chân ra ngang, hạ chân khép, rút cơ bụng lên đi 10 vòng, mở, hạ khép, rút bụng lên, mở, hạ khép, lên, mở, hạ khép, lên, mở, hạ khép, lên, mở, hạ khép, rút bụng lên, mở, hạ khép, lên, mở, hạ khép, 3 lần nữa, lên, rút bụng, mở, hạ khép, lên, rút bụng, mở, hạ khép, lần cuối, lên, giữ lại đây, giữ lại, điều tiết hơi thở trước khi đi tiếp. Rồi đi tiếp nha, nãy mình đi mở, bây giờ mình khép, mình đi vòng tròn ngược lại nè. Hai tay vẫn đan lại, kéo căng, rút cơ bụng nè, hai chân khép nè. Hạ, mở, lên cuộn. Hạ, mở chân rộng lên, cuộn. Đi 10 lần, hạ, mở, lên cuộn. Hạ, mở, lên cuộn. Hạ, mở, cuộn. Hạ, mở, xoay vòng tròn lên, 6. Hạ, mở, lên, 7. Hạ, mở, lên, 8. Hạ, mở, lên, 9. Hạ, mở, lên, 10 và giữ ở đây. Thư thái nhẹ nhàng và chậm rãi co gối phải, co gối trái, duỗi chân phải, co chân phải, co chân trái, co chân phải, chân trái, chân phải, giữ 5 4 3 2, hạ chân phải chống lên sàn, rướn hông lên cao, nâng chân trái lên, giữ 5 4 3 2, hạ hông xuống, co chân trái ôm sát vào bụng, giữ 5 4 3 2
nâng chân phải lên giữ nằm. 4 3 2 hạ hai chân rướn thông mình lên giữ. 5 4 3 2 và chậm rãi hạ xuống, mở rộng hai chân rộng ra, chống lên sàn, hai tay mở ngang, ép chân mình, ép hai đầu gối sang phải, mắt nhìn sang trái, ép sang trái, mắt nhìn sang phải, ép sang phải, mắt nhìn sang trái, trái, phải, trái, phải, trái, phải và giữ lại. 5 4 3 2 trái giữ. 5 4 3 2 và chậm rãi trả về. Buổi tập hôm nay đến đây kết thúc. Hãy để cho cơ thể mình được thư giãn sâu. Toàn thân đang thư giãn, các cơ đang mềm nhẹ và tan dần cùng với hơi thở chậm đều sâu, giúp cơ thể đang giúp cơ thể nhẹ nhàng chìm vào thư giãn. Từng nhịp hương hát vang trời mây.
ngàn thế giới nào.